Xin chào các bạn đã quay trở lại với Khám phá TV. Như các bạn đã biết thì Campuchia thì đang có tốc độ phát triển kinh tế khá là nhanh, và đặc biệt là ở thủ đô Phnom Penh. Chính vì vậy nên hôm nay trong video lần này thì chúng ta sẽ cùng đi so sánh thủ đô Hà Nội với Phnom Penh, xem là hai thành phố này có những điểm giống và khác nhau gì, cũng như là sự khác biệt gì nhé. Đầu tiên là thủ đô Hà Nội. Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam chúng ta, với diện tích là 3.300 km². Phần lớn diện tích của Hà Nội là đồng bằng và có một phần là trung du và núi ở khu vực phía Tây các bạn ạ. Đây chính là vùng trung tâm của Hà Nội. Dân số Hà Nội thì khoảng 10 triệu người, tính cả những người mà không có đăng ký thường trú. Đấy, các bạn có thấy không? Và để so sánh giữa Hà Nội và Phnom Penh thì mình sẽ so sánh chủ yếu ở yếu tố đó là cơ sở hạ tầng cũng như là xây dựng nhé. Các bạn có thể thấy là ở Hà Nội thì cái hệ thống giao thông đang ngày càng phát triển, với hệ thống đường vành đai này và đường sắt trên cao. Đấy, kết nối các điểm từ đầu đến cuối thành phố. Đây chính là đường vành đai 3. Hệ thống giao thông ở đây thì có 2 tầng và có những nơi, có những điểm ngã tư thì có tới 4 tầng giao thông. Hệ thống đường cao tốc thì được kết nối giữa Hà Nội với những thành phố khác và các địa phương khác trong khu vực miền Bắc. Các khu đô thị mới thì cũng đang được xây dựng khá nhiều và được quy hoạch khá là tốt. Nó rất là khác so với những cái vùng mà đã đưa những khu dân cư mà không được quy hoạch một cách bài bản. Theo mình thấy thì ở Hà Nội thì cái vấn đề quy hoạch nó rất là khó khăn, bởi vì là dân cư thì rất là đông, mà cái việc giải tỏa và xây dựng lại thành phố là việc không thể, chỉ có thể quy hoạch và xây dựng ở những khu vực mới để phát triển thành phố thôi. Đây chính là một trong những khu vực có cao ốc dày đặc nhất của Hà Nội, đó là khu vực Cầu Giấy và Nam Từ Liêm. Đây là khu bán đảo Linh Đàm, có lượng dân cư tập trung khá lớn. Hệ thống cao ốc thành phố thì được đẩy ra ven khu vực phía Tây và phía Nam của thành phố. Đây là Tham City, một khu đô thị rất lớn. Còn phần lớn khu vực trung tâm thì để phục vụ cho du lịch và hành chính. Chính vì vậy nên là chung cư thì được hạn chế xây dựng, và nhà cao tầng thì cũng chỉ ở những độ cao thấp thôi. Sân bay Nội Bài là một trong những sân bay lớn nhất của Việt Nam, với lượng hành khách khá lớn. Nó nằm ở khu vực ngoại thành và mất khoảng 30 phút để di chuyển từ sân bay Nội Bài về tới trung tâm. Ở thành phố thì có những cây cầu khá lớn phục vụ cho việc di chuyển, tạo thuận tiện cho kinh tế. Đây là cầu Thăng Long. Cầu Thăng Long là một cây cầu được xây dựng từ những năm 90 của thế kỷ trước. Đó là một cây cầu do Liên Xô giúp đỡ xây dựng. Đây là cầu Nhật Tân, một trong những cây cầu đẹp và hiện đại nhất của Việt Nam. Nó bắc qua sông Hồng. Ngoài ra thì thành phố còn có những cây cầu khác như là cầu Long Biên, cầu Trương Dương. Đấy cũng là những cây cầu lớn. Vùng thủ đô Hà Nội thì cũng đang ngày càng mở rộng, và trong tương lai đối với những đô thị vệ tinh tạo thành một hệ thống đô thị rất là lớn. Các khu công nghiệp thì được xây dựng ở khu vực ven các của thành phố. Các bạn có thể thấy là vùng đô thị của Hà Nội thì nhỏ thôi, nhưng cái lượng tập trung dân cư thì vô cùng lớn. Và tiếp theo, chúng ta cùng đến với thủ đô Phnom Penh của đất nước Campuchia. Phnom Penh thì có diện tích là 678.5 km². Các bạn có thể thấy là cái quy mô của lõi đô thị của Phnom Penh thì cũng
không nhỏ hơn nhiều so với Hà Nội. Tuy nhiên thì dân cư ở đây có mật độ ít hơn. Cái tỷ lệ diện tích nhà ở của Campuchia thì theo mình sẽ lớn hơn. Các bạn có thể thấy là ở đây thì quy hoạch khá là đồng bộ. Quỹ đất để xây dựng nhà cửa ở đây thì cũng còn khá là lớn. Đây là sân bay ở Phnom Penh, sân bay quốc tế. Nó nhỏ hơn nhiều so với sân bay Nội Bài. Nó chỉ có một đường băng thôi. Cũng nằm ở khu vực có thể gọi là ngoại thành đi. Tuy nhiên thì dân cư cũng tập trung khá nhiều ở sân bay này. Phnom Penh hiện nay ấy, thì nó cũng thể hiện sự phát triển Campuchia. Và phần lớn cái nguồn vốn đầu tư thì thường đến từ Trung Quốc. Trung Quốc đã xây dựng cho Campuchia rất nhiều những công trình lớn tại thủ đô Phnom Penh. Đây chính là một trong những cái khu đô thị, những cái tòa cao ốc lớn, nó được xây dựng khá nhiều. Và hiện nay thì cái làn sóng đầu tư từ Trung Quốc đến với Campuchia thì cũng đang ngày càng lớn. Đây là một khu đô thị rất đẹp các bạn ạ, một khu đô thị rất đẹp. Mình không nghĩ là Campuchia lại có thể có những khu đô thị đẹp và lớn như thế này. Đây là một khu vực có quy hoạch rất đẹp. Nó làm mình liên tưởng tới cái quảng trường ở Khải Hoàn Môn ở Paris. Một quy hoạch theo kiểu hướng tâm. Các bạn có thể thấy là ở đây thì diện tích nhà ở có vẻ như là rộng rãi và thoáng hơn so với ở Hà Nội. Đây cũng là một khu đô thị rất lớn. Trông nó có vẻ như là lớn hơn cả khu Time City của Việt Nam. Tuy nhiên thì ở Việt Nam hiện nay thì cũng đang xây dựng những cái khu đô thị có quy mô khổng lồ như là của VinCity ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ở Campuchia thì hiện nay đang xây dựng rất nhiều những cao ốc và có những cao ốc cao tầng thuộc top của Đông Nam Á cũng như là châu Á các bạn ạ. Có thể thấy điểm chung giữa Hà Nội và Phnom Penh đó là nó đều nằm trên một con sông lớn. Thường thì những đô thị sẽ hình thành trên những con sông lớn, bởi vì nó sẽ tạo điều kiện cho việc giao thương cũng như là nguồn nước phục vụ cho sản xuất. Kinh tế Campuchia thì cũng đang ngày càng phát triển. Tuy nhiên thì cũng cần phải một chặng đường khá dài để mình có thể đuổi kịp được với Việt Nam. Thủ đô Phnom Penh thì rất gần với Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì ở thủ đô Phnom Penh thì hệ thống giao thông cũng còn chưa phát triển nhiều. Và ở Campuchia thì vẫn chưa có tuyến đường cao tốc nào. Như vậy là mình đã vừa so sánh Hà Nội và Phnom Penh. Cảm ơn các bạn đã xem. Like, share và đặc biệt là bấm vào nút đăng ký để giúp cho Khám Phá TV ngày càng phát triển nhé. Các bạn hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận của video để giúp cho mình biết các bạn đang nghĩ gì nhé.